Trước khi video bắt đầu thì tớ muốn gửi lời cảm ơn tới những bạn Instagram follower của tớ đã trả lời Insta story của tớ xem liệu tớ có nên post video này lên không. Lý do là bởi vì sau khi quay xong tớ cảm thấy là tớ make hơi bị xấu và nó không được thuận mắt cho lắm nên tớ hơi ngại. Nhưng mà nhờ có sự động viên của mọi người thì tớ đã quyết định là edit video này và vẫn post lên. Hy vọng là các cậu enjoy video này. Bây giờ thì bắt đầu. Chào các cậu, vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi là tròn 7 tháng tớ đặt chân đến nước Đức. Hôm nay theo cầu một số bạn, tớ sẽ quay video nói về những trải nghiệm của tớ, những cảm nhận của tớ khi mà sống ở đây, là thành phố Berlin của nước Đức. Và tớ cũng sẽ tranh thủ sử dụng luôn các sản phẩm trang điểm mà tớ mua trong thời gian qua ở bên này, gồm một số sản phẩm mà tớ đã mua từ lâu rồi nhưng mà ít sử dụng, cũng như là những sản phẩm mà tớ mới có gần đây và tớ sẽ lôi ra dùng thử lần đầu tiên luôn. Như vậy thì chúng ta có thể vừa trang điểm vừa chào buổi sáng cùng Ngọc. Bắt đầu thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bước nền và tớ sẽ sử dụng kem lót của hãng Anvelder, là hãng mỹ phẩm thiên nhiên của chuỗi cửa hàng Drugstore DM. Đây là Hydro Primer. Chức năng của loại kem lót này chủ yếu là để dưỡng ẩm cho da khô. Nhưng cá nhân tớ thấy có lẽ là bởi vì nó cũng thuộc hàng Drugstore nên chất lượng không thể tốt bằng loại kem lót của Ilamasca mà tớ rất là thích. Nhưng chủ đề hôm nay là mỹ phẩm mua ở đây cho nên tớ sẽ sử dụng nhiều sản phẩm mà tớ mua ở Đức nhất có thể. Được rồi, bây giờ trong lúc đợi kem lót khô thì tớ sẽ buôn một chút về ấn tượng ban đầu của tớ khi mà tớ mới đặt chân đến nước Đức. Tớ phải ghi hết ra một tờ giấy bởi vì tớ sợ tớ không thể nói đủ hết ý và sẽ bị lộn xộn trong cái video này. Ấn tượng ban đầu của tớ khi mà đặt chân tới Berlin, là thành phố mà tớ đang học và đang sống, là mọi người đều nói tiếng Anh rất là tốt. Đây là một cái điểm lợi với những bạn mới sang, là bởi vì lúc đấy có thể tiếng Đức mọi người chưa sói, cũng như tớ rồi, lúc đấy tiếng Đức của tớ mới ở trình độ B1. May mắn thi qua B2 nhưng về cơ bản vẫn là B1. Thì tớ sang thì nghe đúng kiểu bị nghe sấm như lúc không nghe hiểu họ nói bằng tiếng Đức là nói cái gì. Và khi mà tớ đi mua đồ chẳng hạn mà tớ nói tiếng Đức bập bẹ quá thì họ sẽ rất là tốt bụng, họ chuyển phỏm sang nói tiếng Anh với tớ ngay lập tức và việc giao tiếp nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng đấy cũng là một cái nhược điểm bởi vì nó làm cho mình tâm thấy ỷ lại, bởi vì ai cũng biết tiếng Anh rồi thì cái việc học tiếng Đức nó cũng không cần thiết lắm ở cái thời điểm đấy, nên là không có động lực để mình học hành chăm chỉ hơn. Và đấy là một cái điểm mà tớ phải cố gắng khắc phục rất là nhiều ở khoảng thời gian sau này. Điểm thứ hai mà có lẽ là một cái điểm đặc trưng của Berlin so với các thành phố khác ở nước Đức, đấy là người Việt Nam siêu đông luôn. Nếu mà nói không ngoại thì ngày hôm nào đi ra đường cũng gặp đồng hương và thậm chí gặp một bạn người Trung Quốc còn khó hơn là gặp người Việt Nam ở Berlin. Và cuối cùng về hình thể của người dân ở đây, không tính người Đức mà là tất cả dân cư, dân số ở Berlin này hoặc là ở nước Đức nói chung, thì tớ cảm thấy là hình thể của họ đa dạng hơn là ví dụ như ở Việt Nam hay là ở châu Á rất là nhiều. Họ có thể rất là to, cao hoặc là thậm chí có những người còn lùn thấp và thấp bé nhẹ cân hơn là người Việt Nam trung bình nữa. Cho nên là tớ ở Việt Nam thì có thể cảm thấy là khá là béo, mũm mĩm so với mọi người xung quanh. Nhưng mà khi sang đây thì tớ cũng thường thôi. Và tìm size quần áo của tớ ở các cửa hàng thì cũng là một cái size khá là phổ thông, rất là dễ tìm, nên tớ cảm thấy tự tin hơn một tí. Rồi bây giờ phần kem lót đã khô rồi nên tớ sẽ chuyển sang kem nền. Loại này tớ sử dụng là LOV, Even Elixir Serum Foundation. Đây là loại kem lót của hãng Đức nhưng mà lại được sản xuất ở Ý. Và tớ mua cái này, nếu mà các cậu nhớ trong video trước của tớ về các sản phẩm mà tớ đi mua hoặc là được tặng ở Glowcon, thì đây là một trong những sản phẩm mà tớ mua ở đó. Yeah! Bây giờ tớ sẽ sử dụng Beauty Blender để tán nhá. Tớ phải dùng Beauty Blender là bởi vì ở bên này ngoài cọ Zoeva ra thì các loại mút tán kem nền tớ chưa ưng một cái nào cả, cho nên vẫn phải quay về với người tình cũ.
Bây giờ chúng ta sẽ buôn tiếp về những gì mà tớ rút ra được sau 7 tháng ở đây. Đầu tiên là về chuyện khí hậu. Như cậu đã biết thì Đức là một nước ôn đới. Và tớ không biết bây giờ các em học sinh học địa lý thì học về khí hậu nước ôn đới như thế nào. Chứ hồi xưa tớ học thì tớ cứ nghĩ khí hậu ôn đới nó thừa hưởng những cái điểm ưu việt của khí hậu nhiệt đới và khí hậu hạ đới. Nó là sự tổng hòa, hài hòa của hai loại khí hậu và vì thế là loại khí hậu thích nhất. Nhưng đặt chân đến nước Đức rồi tớ mới nhận ra đây là loại khí hậu hãm nhất. Nó tập hợp toàn bộ nhược điểm của cả hai loại khí hậu. Hồi tớ mới sang thì hồi đấy chờ việc gì làm, chờ đi shopping thôi, đi dạo phố các kiểu. Thì ngày hôm đấy tớ sang là một ngày cuối hè rồi. Và thời tiết nó như thế này, trên cùng một con phố vào cùng một khoảng thời gian, tức là trong khoảng 10 phút thôi. Chỉ cần đi bộ khoảng vài chục bước chân thì các cậu có thể trải nghiệm từ trời mưa đến mức phải lấy ô che chuyển sang trời đột nhiên hửng nắng. Từ bước vào bóng râm cảm thấy lạnh một cách rùng mình cho đến đi ra chỗ có chút ánh nắng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đấy là một chuyện vô cùng bình thường ở nước Đức này. Và vì vậy nó cũng rất là khó để mà điều chỉnh theo. Còn một cái nữa rất là hay là tôi thấy bên này trời mưa người ta rất ít dùng ô, trừ khi là mưa to lắm. Nhưng thực ra mưa to quá thì gió nó cũng rất là mạnh mà ô bên này nó rất là đều, rất dễ bị giật tung ô, cho nên là người ta hoặc là ở hẳn trong nhà hoặc là đi ra ngoài đường mà không dùng ô. Còn nếu mà mưa nhỏ thôi thì họ chấp nhận là đi đường bị ướt chứ không lôi ô ra làm gì. Đấy là một mặt của chuyện khí hậu. Còn mặt thứ hai thì như cậu đã biết rồi, rất là nhiều bạn biết về chuyện là ở bên trời Tây thì khí hậu độ ẩm nó rất là khô, cộng thêm là mọi người trời lạnh thì phải dùng máy sửa nhiều, mà máy sửa thì là thủ phạm chính để gây khô da. Cho nên là ở nhà thì tớ rất ít khi trải nghiệm với sự khô da khủng khiếp như thế này. Nhưng mà sang đây thì đấy là chuyện bình thường. Chỉ vài ngày trước thôi thì phần tay này của tớ nó như kiểu da dần nó mọc sừng luôn ấy. Chỉ bởi vì tớ lười bôi kem dưỡng tay, cho nên là mấy ngày hôm nay tớ phải tức tốc bôi kem tay rồi đủ lại kem dưỡng ẩm cho mặt, kem dưỡng ẩm cho người, bôi chát hết lên phần này thì bây giờ nó mới đỡ hơn một tí. Nhưng tớ có một cái may mắn trộm vía hơn mọi người là khi mà thay đổi thời tiết khí hậu như vậy sang bên này tớ không bị breakdown, không bị nổi bụng hàng loạt gì cả. Kem nền này nó để lại một cái lớp finish rất là tự nhiên, không bị bở và nhìn xa thì nó có độ bóng như cậu thấy ở trên hình. Bây giờ tôi sẽ chỉnh quầng thâm mắt bằng sản phẩm Catrice Anti Dark Circle Concealer, là một cái che khuyết điểm màu vàng có dạng chổi quét như thế này mà tôi phải xoay để bấm lên. Cái này nó khô rất là nhanh nên là phải tán một cái vô cùng tốc độ. Và nó bị khô nhanh quá nên bây giờ nó đã bị bở ở trên mặt tớ rồi, trông kỳ quá. Tớ sẽ phải dùng loại che khuyết điểm thứ hai để che đi cái này. Và loại tớ sử dụng là của Yves Lom, là một hãng high-end. Nhưng mà tớ mua ở cửa hàng giảm giá nên chỉ còn tầm 7.99 nếu tớ nhớ không nhầm. Chủ đề thứ hai mà rất nhiều bạn đi du học quan tâm đấy là vấn đề ăn uống. Nếu cậu chờ đợi vào một nền ẩm thực vô cùng giàu có như kiểu nước Pháp thì không có chuyện đấy đâu, bởi vì đồ ăn ở Đức rất là chán. Street food thì không được đa dạng như ở Việt Nam, bởi vì hầu hết mọi thứ đều chỉ xoay quanh mấy cái đồ chiên rán, không được khỏe mạnh cho lắm. Cộng thêm một cái là người Đức có khẩu vị ăn rất là mặn. Lại nói chuyện chợ, đây là một trong những điểm mà tớ rất là thích ở nước Đức, bởi vì các loại nguyên liệu rất là đa dạng. Âu Á đủ cả, Mỹ cũng có. Giá của các loại hoa quả thì rất là rẻ, cho nên là ăn uống siêu healthy luôn. Cộng thêm một cái nữa là đồ ăn ở chợ thì rất là đảm bảo về khoản nguồn gốc xuất xứ là một này. Cái thứ hai là họ ghi các thông tin dinh dưỡng, ví dụ bao nhiêu gram chất béo, tinh bột, các kiểu như thế thì đều ghi đầy đủ ở trên bao bì để mình, nếu mà mình
muốn kiểu ăn kiêng hoặc là muốn kiểm soát về mặt dinh dưỡng ấy, thì nó giúp cho mình những cái đấy kiểm soát dễ dàng hơn rất là nhiều. Tớ có một cái may mắn hơn nhiều bạn Việt Nam đi sang bên này là tớ ăn hợp đồ Tây, cho nên là kể từ hồi sang bên này thì các món tớ nấu cũng toàn là món Tây. Xong rồi đồ ăn, đồ vác từ Việt Nam sang cũng rất là nhiều, kiểu ruốc các thứ, nhưng mà hầu như là tớ không động đến. Cái trẻ khuyết điểm cả Trish khô nhanh và kinh quá, nên có lẽ là tớ phải tẩy trang phần mắt và làm lại từ đầu. Loại tớ sử dụng là Garnier Skin Active Micellar Water. Về chuyện đi lại thì bên này chủ yếu tớ đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng như là xe buýt này, tàu điện này, tàu điện ngầm này, nói chung là đủ cả. Về mặt tích cực thì nó rất là có lợi cho sức khỏe. Còn về mặt tiêu cực, có rất là nhiều sự hiểu lầm về việc tàu Đức đến rất là đúng giờ. Nhưng mà khi mà các cậu sang đây rồi thì sẽ nhận thấy cái gì cũng chỉ có tính tương đối. Bởi vì có rất là nhiều hôm, đặc biệt là vào mùa đông, ví dụ mà cái đường ray nó bị đóng băng, nó đi như một con rùa bò trên cái đường ray bị đóng băng đấy, hoặc là thỉnh thoảng lại có một cái tai nạn gì đấy, thế là tàu nó cũng bị chậm. Hoặc đơn giản là chẳng có lý do gì cả, ông lái tàu ông ý thích lái chậm như thế thôi. Chuyện khác mà tôi muốn bàn tới đó là chuyện về sở thích ở bên này. Thì tớ thấy rất là nhiều bạn khi mà sang Đức thì hay kêu là sang đây rất là buồn, không có bạn bè để đi chơi, rồi chẳng có chỗ nào để mình tụ tập, xong rồi nói chung là chẳng có hoạt động gì để chơi. Và thậm chí còn có một số cái meme ở trên mạng rất là nổi tiếng, có hình một cái cốc ở trên đấy ghi là fun fact về nước Đức: there's no fun in Germany, go back to work. Thực ra về mặt nào đó thì nó đúng, nhưng mà về một mặt khác thì cũng phải nhìn nhận lại, đó là người Đức thì hầu hết họ đều sống rất là khép kín, và vì thế những cái hobby của họ không, nó không mang tính cộng đồng, không mang tính tập thể cao, mà thường mang tính cá nhân nhiều hơn. Tức là bản thân mỗi người thì tự tìm cho mình một cái thú vui lặng lẽ thôi, thú vui riêng để tự tận hưởng. Thì nếu mà bạn nào ví dụ như tớ quen với cái kiểu tự tìm niềm vui cho mình từ trước rồi thì sang bên đây sẽ cảm thấy không vấn đề gì cả. Còn bạn nào ở Việt Nam mà thích kiểu, tức là một người rất là hướng ngoại, thích tụ tập bạn bè, thích đi chơi, nói chung là mở rộng các mối quan hệ, thì khi sang bên này sẽ cảm thấy rất là tù túng bởi vì không có môi trường để phát triển. Nhưng bây giờ nói về cá nhân tớ thì khi sang bên này tớ lại cảm giác như kiểu cá gặp nước về riêng cái khoản hobby này. Bởi vì có một thứ mà ở nhà tớ rất muốn làm, đó là đi mua đồ cũ, sống theo kiểu vintage, tức là sưu tầm những cái đồ cũ và tìm hiểu những cái thú vui của người thời xưa, đặc biệt là các nước phương Tây, vì tớ thấy nó rất là thú vị. Thì khi sang bên này thì có rất là nhiều những cái hoạt động liên quan đến cái sở thích như thế. Ví dụ như là ở Berlin này thì cũng rất là nổi tiếng với các chợ đồ cũ, tiếng Anh gọi là Flea Market, còn tiếng Đức thì gọi là Flohmarkt. Thì ở đấy họ sẽ bán những cái đồ như kiểu ông cha truyền lại, hoặc kiểu đồ trong nhà cũ quá từ thời năm mấy chục đem ra bán. Thì có nhiều người lại quan tâm đến những cái món đồ như thế bởi vì nó phản ánh văn hóa và nếp sống của người xưa, thì họ đến đấy và mua lại được với giá phải chăng. Thì tớ rất là nhất thích những cái chợ như thế, bởi vì họ không chỉ bán hàng mà họ còn chơi nhạc, xong rồi có rất là nhiều hoạt động thú vị, kiểu bán đồ ăn các kiểu. Và tớ cảm thấy rất là thích cái không khí ở đấy. Thì ở nhà những cái flea market như thế nó không có nhiều, và nó cũng không mang đậm tính kiểu gia đình như là ở bên này. Nên khi sang bên đây thì tớ thấy cái hobby thứ hai mà phải sang bên này thì tớ mới bắt đầu phát triển, đấy là chuyện ăn uống, kiểu nấu ăn. Ở nhà thì tớ cũng không hứng thú với chuyện nấu các món cho lắm, có lẽ là bởi vì tớ cũng chả biết. Nhưng mà khi sang bên này thì tớ học về lịch sử của các loại đồ ăn này, xong rồi các loại kỹ thuật để làm thế nào cho ngon các thứ, thì tớ thấy nó cũng hay và nó cũng phù hợp với việc mình cứ phải sống một mình lặng lẽ thì không có việc gì làm, lại cộng với việc đằng nào cũng phải nấu để ăn.
thì mình tìm hiểu để làm thế nào cho ngon, cho nó sáng tạo, cho nó chụp ảnh lừa tình, bỏ lên mạng câu like. Đấy là cái hobby thứ hai mà sang bên này tôi mới khám phá bản thân mình nhiều hơn. Nhân nói về chuyện khám phá bản thân thì du học cũng là một cái cơ hội rất tốt để các cậu có thể trải nghiệm việc tự đối thoại với bản thân mình nhiều hơn, xem là mình là ai, mình đang ở đâu, mình muốn làm gì trong cuộc đời này, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, mong ước thầm kín của mình là gì, kiểu đấy. Thì thường ở nhà có rất là nhiều thứ nó cuốn mình đi, ví dụ như là gia đình, bạn bè, thì nhiều khi mình không có những cái khoảng thời gian để mình ngồi lại mình nói chuyện với bản thân mình, không phải là nói chuyện kiểu độc thoại mà là tự suy nghĩ trong đầu. Thì khi sang bên này không biết gì làm thì những cái như thế nó sẽ tự đến một cách rất là tự nhiên, mình suy nghĩ nhiều hơn, mình suy tư nhiều hơn, và thế là mình sẽ khám phá ra mình là ai trong cuộc đời này. Nếu cậu để ý thì hôm nay tớ đã quên là một việc vô cùng quan trọng, đấy là cạo lông mày. Nhưng tớ sẽ không tẩy trang lần nữa để đi cạo lông mày lại đâu. Cho nên bây giờ tớ sẽ go with the flow. Bên mắt trước đấy tớ sẽ set lớp nền bằng phấn phủ của Laura Mercier, bởi vì sang bên này tớ chưa mua phấn phủ mới. Về người Đức thì ấn tượng của tớ về người Đức cho đến thời điểm này là phần lớn mọi người đều khá là thân thiện và tử tế. Tất nhiên ở đâu thì cũng có người này người kia, và cũng không phải là từ hồi sang đây tớ chưa từng gặp trường hợp không biết nói nào, nhưng đấy chỉ là một số rất là nhỏ và nếu có thì tớ cũng đã quên mất rồi. Một điểm mà tớ rất ấn tượng với họ đấy là họ rất là yêu động vật. Đi ra đường thì có thể nhìn thấy người Đức dắt chó ra đường rất là nhiều, có đấy là điều vô cùng sung sướng. Và nếu mà ví dụ các cậu thích chó giống tớ chẳng hạn thì có thể đi ra và vuốt chó và họ sẽ nói chuyện với mình một cách rất là tự nhiên. Đấy là một cái chủ đề để bắt đầu câu chuyện. Đáng nhẽ ra là tớ sẽ dùng một cái chì kẻ lông mày mà tớ mua ở bên này, nhưng hôm nay tớ đã cho chị cùng nhà của tớ mượn chì đấy nữa rồi, nên tớ sẽ phải dùng bột nán của Anastasia. Và đây là một bước cũng không có gì đáng xem lắm nên tớ sẽ skip và quay lại với các cậu thêm một lúc sau nhá. Hãy thông cảm cho tớ nếu hôm nay tớ kẻ lông mày không được đẹp lắm, bởi vì lâu lắm rồi tớ không cạo lông mày và trông nó không được đẹp mắt cho lắm. Tớ sẽ cố gắng chỉnh lại bằng trang khuyết điểm những chỉ phần nào thôi. Dù sao thì đã từ rất lâu tớ cũng không còn quan tâm đến việc mình trang điểm có hoàn hảo hay không nữa, bởi vì một số lý do mà đến cuối video tớ sẽ nói cho các cậu. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến chủ đề tiếp theo của chuyện cuộc sống của tớ ở nước Đức như thế nào. Yay! Đây là bộ cọ Salomon. Yay! Các cây gậy ở trong hoạt hình Thủy thủ mặt trăng đều đã có mặt ở đây. Mỗi cây đại diện cho một cây chổi trang điểm khác nhau. Và bây giờ thì tớ sẽ sử dụng cây này để tán treo cái điểm ở vùng xương chân mày, che đi cái sự lồi lõm của hàng lông mày của tớ. Đây là cái phần đuôi rất là điệu đà của nó. Còn đây là phần đầu như thế này. Rồi bây giờ tớ phải tán nhanh không nó khô mất. Chủ đề cuối cùng mà có lẽ là liên quan nhất đến nội dung của channel này tính đến thời điểm hiện tại, đấy là chuyện làm đẹp. Thì tất nhiên khi đã đặt chân đến thiên đường mỹ phẩm drugstore thì không thể có chuyện tớ không quan tâm đến việc các sản phẩm làm đẹp được bán ở bên này như thế nào. Tớ sẽ giới thiệu sơ qua cho các cậu. Ở bên này có hai chuỗi cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng nhất, đó là Rossmann và DM, viết tắt của Drogerie Markt, tức là tóm lại vẫn là drugstore. Hai chuỗi cửa hàng này thì tớ đều thích ngang nhau. Mỗi chuỗi thì đều bán các sản phẩm của các hãng khác, cũng như là tự cho ra mắt một số hãng riêng của mình, và với chất lượng cũng như giá thành phải chăng hơn, và chất lượng cũng khá là ổn. Cho nên tớ đi shopping ở cả hai chỗ. Và các sản phẩm drugstore bên này thì phải nói là rất là rẻ và ai cũng có thể mua được. Nhưng tính về mặt high end thì
mua ở bên này cũng chẳng lợi hơn ở nhà là mấy, bởi vì giá nó cũng bắt ngang tương tự, thậm chí nhiều khi là các sản phẩm sản xuất ở Mỹ hoặc là hãng của Mỹ mà bán ở bên này thì còn đắt hơn là các cậu order về Việt Nam nữa. Điều thiệt thòi nữa của các bạn du học sinh bên này mà yêu thích mỹ phẩm Hàn thì đấy là việc mua mỹ phẩm Hàn ở bên này nó rất là khó khăn. Mọi người thường hay mua ở trang YesStyle, và trang YesStyle này thì nó sẽ chỉ free ship cho đơn hàng nào trên $30, cho nên là nếu muốn mua thì phải gom nhiều một tí để được free ship. Nhưng lại vấp phải một vấn đề là bởi vì YesStyle là một công ty của Hồng Kông, tức là ngoài EU, cho nên khi mà hàng chuyển đến nước Đức này nằm trong khối EU thì lại bị tính thuế, khổ đôi đường. Và nếu mà so về mặt mua mỹ phẩm Hàn thì rõ ràng ở nhà sung sướng hơn ở bên này rất là nhiều. Mỹ phẩm Hàn dạo này ở châu Âu cũng đang rất là hot, và một số hãng cũng đã bắt đầu đổ bộ vào bên này, như là Tony Moly hay là Misha, Dr. Job, cộng thêm một số hãng nữa tớ không nhớ. Nhưng về cơ bản thì giá đều đắt hơn giá mua ở Việt Nam. Chính tớ cũng cảm thấy không hài lòng với cái hàng lông mày này, nhưng biết sao được, lụt nghề rồi. Xin lỗi cậu vì lúc nãy máy ảnh của tớ hết pin nên là tớ đành phải dừng lại và make up nốt. Các sản phẩm mà lúc nãy tớ sử dụng thì cũng không có gì nhiều, chủ yếu là hai bảng mắt NYX Lingerie và NYX Cosmic Medals. Tôi nghĩ là hai bảng này cũng đều bán ở Việt Nam rồi. Một bảng thì chuyên về màu mắt matte, còn một bảng thì chuyên về màu mắt nhũ. Bảng này thì tớ thấy nó hơi bị bột, nó rơi ra hơi nhiều. Còn cái này thì nó không được bắt sáng nhiều như là tớ nghĩ, nhưng thực ra cũng khá là đẹp. Rồi, còn son mà tớ sử dụng không biết của bạn nào đoán ra được không, nhưng nó là nằm trong bộ sưu tập son mới ra năm ngoái của L'Oreal, là L'Oreal kết hợp với hãng Balmain. Tớ không biết hồi nào Balmain à. Rồi, đây là bộ mà mới bán ở Việt Nam, còn cái này thì tớ mua ở bên Đức này, và màu tớ mua là màu Instinct, là màu xanh nâu như thế này. Lên hình thì nó bị nâu nhiều hơn, nhưng mà nhìn ở ngoài vẫn có sắc xanh. Tớ không dùng tạo khối hay là highlight gì cả, đơn giản vì tớ lười. Sorry. Chủ đề cuối cùng là một chủ đề rất là nghiêm trọng. Không phải nghiêm trọng nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới channel này. Đó là tương lai của channel The Kick Ass Red Lipstick. Hồi mà mới sang thì tớ cũng rất là háo hức và cũng xông xáo đi tìm hiểu thị trường mỹ phẩm bên này để có thể update cho mọi người. Nhưng mà sự thực là cuộc sống du học sinh thì như cậu đã biết là nó có rất là nhiều mối lo toan. Thứ nhất là về vấn đề tài chính thì hiện tại là visa của tớ vẫn chưa cho phép tớ đi làm thêm, phải đợi một thời gian nữa, cho nên là tớ không có một nguồn thu nào nhiều để mà có thể phục vụ cho việc mua mỹ phẩm. Trong khi đó thì cái số lượng mỹ phẩm mà tớ được các hãng tặng thì bây giờ hoàn toàn là không có rồi nhá. Còn số lượng mỹ phẩm mà tớ tự mua thì nó không đủ nhiều để tớ có thể làm video một cách liên tục cho các cậu được. Cho nên đấy cũng là một cái khiến tớ rất khó để có thể tiếp tục channel đi theo hướng này. Cái thứ hai là chính bản thân tớ dạo gần đây cũng không còn hứng thú quá nhiều với thế giới, với giới beauty ở Việt Nam nữa. Bởi vì nói thẳng nói thật là như các cậu đã biết là thời gian gần đây có quá nhiều drama xảy ra, và bản thân tớ cũng không muốn dính dáng nhiều đối những cái đấy nữa. Và bản thân tớ cũng không muốn tự gọi mình là blogger, beauty blogger gì nữa, vì tớ không còn phù hợp. Thứ nhất là mối quan tâm của tớ không còn phù hợp. Thứ hai là định nghĩa về một beauty blogger ở Việt Nam so với định nghĩa về một beauty blogger mà tớ tự đặt ra hiện tại bây giờ nó không còn khớp với nhau nữa. Thứ ba là những cái trend hiện tại mà ở Việt Nam đang hot cũng như là trên thế giới đang hot, tức là cái kiểu trang điểm lồng lộn, thì hiện tại tớ không hứng thú quá nhiều, bởi vì phong cách mà tớ hướng tới bây giờ là classic và nó hơi bị cổ cổ một chút ấy, thì nó sẽ tớ không biết, tớ thấy thích thế hơn. Dù rằng hiện tại có thể các cậu đang nhìn thấy là tớ vẫn trang điểm lộn, nhưng
đấy chỉ là hôm nay thôi. Còn xu hướng chung mà tớ muốn hướng tới, nó không còn quá màu mè, quá thiên về mặt kỹ thuật, mà nó sẽ thiên về mặt tổng thể hiệu ứng hơn. Và đấy là những cái mà hiện tại thì các bạn ở Việt Nam chuộng hơn, còn tớ thì không còn quan tâm nhiều nữa. Và tớ nghĩ là nếu tớ làm một cái video theo hướng mà tớ thích thì sẽ cũng chẳng giúp ích được cho mọi người gì mấy. Những cái đó tớ có thể giữ được cho riêng mình cũng được. Và cuối cùng là bản thân tớ quỹ thời gian cũng quá eo hẹp, cho nên là không có nhiều thời gian để tìm hiểu về những cái trend mới ra, những sản phẩm đang hot, những cái phong cách make up mới nổi lên. Những cái đấy tớ có biết nhưng không thể nào nắm bắt được nhanh, đi trước thời đại và làm video một cách nhanh chóng, kịp thời để cho các bạn ở nhà có thể xem được. Và nếu tớ cứ cố tiếp chạy theo, tớ sẽ cảm thấy rất là lạc lõng. Ba cái đó cộng lại khiến khoảng thời gian gần đây tớ cảm thấy hoang mang. Và như các cậu cũng biết là một thời gian rất là dài vừa rồi, tớ không hề, hầu như không hề động đến YouTube, Facebook hay là Instagram gì cả. Các bài viết rất là hiếm. Và khoảng thời gian đó thực sự tớ rất là hoang mang. Nhưng trong cùng khoảng thời gian đó thì tớ lại xem rất là nhiều YouTube, xem dạng vlog này, xem các video về lối sống ăn chay. Dù bây giờ tớ không ăn chay nhưng tớ cũng rất thích xem các video về nấu các món chay. Và nói chung là nhiều thứ nữa về lifestyle nói chung. Và tớ mở rộng cái những cái lĩnh vực mà mình muốn hiểu biết hơn là chỉ đi sâu quá nhiều về làm đẹp. Cho nên có thể nói tóm gọn lại là mối quan tâm của tớ bây giờ không còn gói gọn trong beauty nữa. Cho nên việc làm một channel chỉ chuyên về beauty bây giờ tớ cảm thấy nó hơi bị quá sức của tớ. Nhưng tớ cũng không muốn lãng phí một cái channel có 25.000 subscriber, có 25.000 người theo dõi tớ, thì tớ vẫn muốn mang đến một cái nội dung gì đấy cho mọi người xem, hơn là để có những bạn vẫn là chờ đợi tớ lên cái video clip mới. Vì thế tớ nghĩ là thôi thì tuy mình không thể chia sẻ về các nội dung là đẹp được nữa, nhưng mình vẫn có thể chia sẻ về những nội dung khác ở các lĩnh vực mà mình lĩnh hội được. Và mình Việt hóa nó, nếu những cái kiến thức đó nó chưa được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Việt thì cũng có thể làm được. Nên có lẽ là sau này tớ sẽ mở rộng cách thức và nội dung của channel này sang các chủ đề khác nhau. Ngoài mỹ phẩm thì tớ có thể làm về thời trang. Tuy rằng thời trang tớ nó không được đẹp mắt và người tớ cũng không phải là người mẫu, nhưng có gì hay ho thì tớ vẫn muốn chia sẻ với cậu. Ví dụ như là sắp tới tớ có thể làm về một video là tủ quần áo mùa xuân tớ, thì tớ sẽ sử dụng những item nào và những món đồ mùa đông mà tớ muốn cất đi thì là những item nào, kiểu như vậy. Hoặc là về ăn uống thì như cậu biết là video trước video này tớ có làm một video về chủ đề ăn uống rồi. Chủ yếu thì tớ thấy vui và nó hay nên là tớ post lên cho các cậu xem, để bạn nào học được thì học cho nó vui. Và ngoài ra còn một số chủ đề khác nữa, về cách quản lý stress, về việc bồi đắp sự tự tin, thì những cái đấy tớ nghĩ là nó cũng rất là cần. Và tớ cũng có thể nói một cái gì đó từ góc nhìn của tớ để chia sẻ cho các cậu được. Nói tóm lại là tớ muốn mở rộng nội dung của channel này. Và cũng có thể là thỉnh thoảng tớ sẽ thay đổi format của các video. Như là sắp tới tớ muốn làm một số video dạng ASMR, với nội dung thì đơn giản thôi, nhưng về cách thức thể hiện thì âm thanh của channel nó sẽ, âm thanh của video nó sẽ khác đi, nó sẽ nhạy hơn và nó sẽ bắt buộc người nghe phải sử dụng tai nghe để có thể nghe được. Thì tớ cũng rất là thích dạng video như thế, vì nghe âm thanh nó rất là chân thực và cũng đem lại cảm giác rất là thư giãn nữa. Bởi vì rất nhiều bạn phàn nàn về việc tiếng tớ nói quá nhỏ, thì cái đấy nó hội tụ lại bởi ba lý do. Thứ nhất là tớ nghĩ là do cái mic của cái máy ảnh tớ đang sử dụng hiện giờ nó không còn được tốt như xưa nữa, nên nó không thu tiếng được đủ to. Thì đấy là một cái rất khó để khắc phục vào thời điểm hiện tại, vì tớ không đủ tài chính để có thể mua một cái máy mới ngay bây giờ được.
Thứ hai là bản thân bẩm sinh của tớ tiếng nó cũng chỉ được đến như thế này thôi. Nếu tớ nói to hơn thì nó sẽ vượt quá comfort zone của tớ. Và nếu tớ nói trong video trong một khoảng thời gian dài quá to thì tớ nghĩ là tớ khó có thể làm được. Nên tớ sẽ phải tìm cách tiếp cận khác. Và cuối cùng là hiện tại thì cũng như là hồi ở nhà thì tớ đều ở chung với mọi người chứ không phải ở một mình. Cho nên tớ cũng không thể nói quá to để làm phiền mọi người xung quanh được. Và bản thân tớ cũng ngại gây ảnh hưởng cho người khác. Nên ba cái đó gộp lại khiến tớ rất khó có thể nói to được hơn trong video. Nên ASMR tớ nghĩ là một cách tiếp cận khác. Tớ sẽ sử dụng một cái mic tuy rẻ tiền thôi nhưng mà thu tiếng nhạy hơn mic lắp sẵn trong camera của tớ hiện giờ. Và bởi vì nó cũng khuyến khích người nghe sử dụng tai nghe cho nên chắc chắn là các cậu sẽ nghe được âm thanh rõ hơn hiện tại rất là nhiều. Đấy là những điều mà tớ muốn nói về những cái thay đổi sắp tới cho channel này. Sau khoảng thời gian tớ đến Đức, tớ sẽ còn phải chật vật rất là nhiều nếu tớ muốn tiếp tục duy trì channel này nữa. Nhưng bởi vì cứ theo tinh thần là có gì chia sẻ nấy thì tớ hy vọng là các cậu vẫn có thể tìm được một thứ gì đó hữu ích trên channel này. Và tớ sẽ hẹn gặp lại các cậu vào các video tới nếu các cậu quyết định ở lại. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.